cú con bali bằng đập bồn, cả bơi con bali bằng đập bồn, hoa đôi lăng nhân rơi tập bộ nở bản nar, đừng ăn đi bà ta rub Việt Nam. Ở con bali bằng đập bồn, cả tập trong bơm chàng tây đắc tận du tận đúc bằng chàng bà bầu bạch môi bà bầu bà đầm, lối để tập lý ăn gặp bằng ngài tận đúc bơm kiệu cả trong gần lòng nét nét chút túc gài chính sách. Lời đề ảnh đích ngăn bằng tần rong lời đề ở tóc tờ dùng và thò bằng tần rong bơm chàng. Bằng tần rong bơm chàng lời đề sợ đơn, đề bờ chinh minh cả tần rong bơm chàng cả trụ bằng đề cả nhằm kiểu cả rong gần lòng bằng trim cả nào rồi đá. Và thò tần rong bơm chàng ăn cả bằng ngày tần đú, tần quát hoa đòi cả chấp ăn và thò tần rong bơm chàng bằng chạm tần rong chàng xa sợ đơn. Cả tần rong nâu lời đề tờ gùm ăn cả bằng ngày tần đú, lời đề cái chất cả tí bằng ăn tóc tờ dùng lịch lại tần đú ăn cả con bà lây bằng tóc bồn con bà lây. Apung krong na cha đắk lắc đi dịch ba rabo hecta ba đắk hanong đăng răng dọa yọc ba đàng tang thâu dịch bình rabo tấn minh sanam ha đây pang hanong bật riêng nâu về đây minh so anantamam dam đây dọa yọc đằng tường họ bò bụm làng bụng lòng nâu rim tamam dam cà tí và atok tamam bò màu gơ dọa yọc rim tơ trong đây cả ta apung krong na pagar pay lơ pa tho pa tam bò màu và tung gum làng ye tơ đong chàng pang chuột tung tung nu an con play bởi vì trong năm bầm màu kê bồn cho con play nhuần bơm ba cana để hà nòng lập rắn ở đây bầm màu đang đàm triệu ở đây lê đang mình chinh hà bầu mình tập bù cho thấy nó con play nhuần rơi dọc bầm tam bầm màu và chuột tụng tụt nước nên dân chúng tôi áp dụng học nắm rơm để làm ăn kinh tế để thoát nghèo cái tinh thần là cái học nghề học bầm tam bầm màu đi kiểu ở mê vạ đừng còn play sơ mạ nhuân cung rồi tự bộ ăn còn play ở thầy vàng hà tòi bơm kiểu và đi từ trong bơm giang sẽ đừng bằng chuột tấn nút đâm riêng từ trong bơm giang lì nhuân cung từ rượu còn play học ba đầm hăng ba tầm ba màu và một cách rất là bền vững á thì trong cả cái nghề thì có cái nghề là chúng tôi cũng sẽ khuyến khích cái việc là học nghề nấm để có thể hành nghề được. Đừng rong bà khay hà tòi học ba đầm kỹ thuật ba tầm ba màu bằng ở đình bà nhìn làng thị trường tỉnh mật rò nhông Nguyễn Tuấn Ngọc Bạc cũng phân bơm kia rìm kỹ thuật lôi bà rằm và bơm rìm mình ăn đi bà tăm bà màu chàng mang cô đi ở tập kinh tế Uyên Nam. Đừng rong học bà rằm lợp nào, lì in cùng bà dình tấn nọ ăn đi bà tăm bà màu. Mình kỵ bà màu hà non đi bờ dịch hà bầu, bà màu đòn nê đang bà dịch đàm hà bầu. Dịp bà lời vua ăn Uyên Nam bơm giang. Kỹ thuật bà tâm bà màu rồi gọi lần sẽ đừng cho ngâm bàn ăn bằng bơm chàng. Vì về lần ở vùng bình tế, chứ bà tâm màm rồi gọi bằng bơm biệt lần. Sẽ mạng dân ta lịch bơm chàng cả đây bằng ở thể đi biểu tế bà tâm. Và bà tên cơ bằng riêng tật đông bơm chàng này. Hồi tới nó gửi chạy tật đông chàng ăn lưu bằng ngày vàng hồi tới bơm chàng. Do tên nó tật đông bà thò bơm chàng bà tâm bà màu bật ở vùng rộng này chàng đặc lắc. Rồi tôi cũng loài trong robot. Râu hình bằng ngày đi học bà rằm, lâm nọ đi bà dịch lạc hình bằng ngày còn cùng. Điểm bằng ngày đừng rong học bà rằm đang, lên cả đi từ trong chàng sợ đừng, bằng ngày đi trên lê tự dung bơm chàng. Bằng ngày ước đi trên lê vạ thọc bật lô, cơ mật bơm chàng bật tìm tùa hòa tòi bơm chàng hợp tác xã. Kể từ trong bơm chàng bà ta lịch tầm mạm trăm lần, kiểu cơ chặt việt gáp mạng cơ lòi lâm bơm chàng tình mật rò. Bởi vì anh ăn tầm mạm trăm và tự rộ con bì, tự quật hòa tòi chàng, bởi vì riêng khu bơm chàng hòa tòi hợp tác xã, tù hòa tòi chàng. Lung A lôi tập lý rất đạt và ai chạy anh tích mật rò tầm mạm trăm lâm bằng ngày cả chàng. Như là tổ hợp tác, như là hợp tác xã, và bước đầu cũng đã có những chuyển biến rất tích cực trong việc là giải quyết đầu ra để mà tiếp thị với cả cái địa bàn ngoài tỉnh rồi những cái địa bàn lớn ở trong toàn quốc. Thời gian gần đây, nghề trồng nấm tại huyện Krông Anna đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Chất lượng nấm dần được nâng cao nhờ áp dụng khoa học. Lâm bình danh dịp bật ẩu tất trong bật tâm bầm màu bật ở vùng Krông Anna, ta bọc tập liệt nào, lưng liêm lâm bầm màu, và đây tập cử dùng và bơm kiện khoa học kỹ thuật lâm bầm chàng, đứng nọ bơm lòng cơ chế đạ, và bật dịnh ở năng bật tâm bầm màu Krông Anna. Tất đồng bởi dịnh anh ăn bởi màu gọng nà lùng à, lôi bơm ngươi ăn cơ bởi ngày dọa dốc, đừng nọ áo tóc cơ dạ kinh tế, gơ bởi dì lâm tịch mật rõ bởi thị trường. Vạ rìm Uyên Nam bơm giang bởi dịnh anh ăn tầm ảm trầm cái tân hạp táp, cái nà in mê đi về lăng đừng rìm cấp chính quyền, mà gọi về lăng đừng à bùng.
Gia khan apung bù dinh anan tamam dam an anan bò mau, lê nhuân kê hư chanh và bù dinh anan bò mau, đừng apung càng nà ra càng atop. Gắn với thương hiệu nấm Krông Anna thì nhìn chung là khách hàng ở khắp mọi nơi tin tưởng nhiều hơn. Bất tâm hàm trăm tâm quật anh anh bà mau krong nà, li a thi bà ngài rạch người lọ, cơ sụ bà ngài rạch tâm hàm trăm càng nà càng lờ. Sư khan tâm hàm trăm đầu kê hệ lưng bằng rạch càng nà càng lờ. Được một hợp tác xã và 5 tổ hợp tác sản xuất nấm bền vững. Gần 100 mô hình sản xuất nấm. Trước tiên ấy, bà krong nà chả đặc lắc lưu bà diên, đi mình hợp tác xã bằng đi đầm tù hà đòi bùm chàng và tâm bà mau sợ đừng. Vậy chị mình rèn tình nọ anh ít và tâm bà mau dọa dọc cho này. Đang dây tình đoàn chàng anh còn bị bật bình nằm khám sát. Tình tình nọ anh ít nào tôi cùng anh uy nam và tâm bà mau. Rồi đi bố ra đa gà kỹ thuật bùm chàng mạng gần lời và thao qua kỹ thuật càng nạt càng lần lời. Tình nọ anh ít và tâm tìm anh bà mau bùm bà gàng. Bà mau linh chi bằng riêng bà mau này, li nhuân bà giao ngàm tật đồng chàng, bà tâm bà mau bằng bơm, ta lịch bà năn xa đừng bà mau. Thôi ê tư gùm anh bình rinh bà ngài trò giang, hả tôi lâm tư quách, bà tâm bà mau, riêng tâm mạm tâm, lên gặp lệp loài bà rinh đàm dịch tính mình sẽ nằm. Từ khi có các lớp đào tạo nghề, người nông dân được tập huấn, nắm chắc kỹ thuật trồng nấm. Một số hộ đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao. Đừng đây riêng lớp bà thò từ đồng giang, bà ngay cho giang đi học bà rộng kỹ thuật bà tâm bà màu. Mình số ui nam, lôi bơm kiệu công nghệ của chuồng, băng rơi dọc riêng anh anh bà màu đi thị trường rạch dọc tâm màm tâm và tâm mật bơm giang. Mật lộ mê vạ dọa dọc bà màu. Gia găm càng nà càng lơ đừng bà ngay dọa dọc dạc bùi thị liễu, bà xa quảng tín ở bùng kìm mà gà và Đắk Lắc, nơi cơ chất bà chiên bà tâm bà màu kia hữu cơ và tích ăn thị trường. Bằng cái chạy tích mà rò bà màu gia găm tăng ba rình đạp dựa bò mình ký, mình bà gian tăng bà tâm đang quản khỉ và liễu thu dọc đêm hình thiếu. Nâu tình nọ anh ấy kê dân này bằng trọp lẹp mì to bà Đắk Lắc, lời dùa kinh tế, lời dân này cơ dùng. Anh đi bây giờ anh định rất là loài tầm màn trăm con play bơm đi. Anh ta chinh bơm chàng bằng plung. Anh thì thay ấu lôi đi thủ dốc. Chàng mang đơn riêng tật rong bạch lô cô làng xã. Lâm bây giờ đơn rong bằng đi chân này lo. Có ứng dụng công nghệ cao và hoàn toàn khép kín. Giàn được làm bằng sắt, nền bê tông. Tình nọ ni bà tâm bà màu già gàm bơm kiệu công nghệ của dùng kê sợ đừng. Chân rương đi bơm bằng bà xì hà nạ thu bê tông. Văn đập tà bàng tà nà bà tâm bà màu đi tật lếp bằng dọa dọc tà màng bơm rửa ngớp bằng bùi cà tó. Sợ đừng ăn bà màu lù diện. Vì viên đang đừng bà dịch đâm trụ bà dịch ngạm đủ xì. Trọc lếp lâm bà tâm bà màu. Bôi nhờ diện bà tâm đi dọa dọc của dùng. Do bà lưu chinh đừng bà màu á thay bà tâm bật ảnh hề rừng ngớp đi mặt nà ra bà trang lâm nam bà tâm bà màu. Tự bà bung nam á thay bình rừng ngớp đang bà dịch đàm độ xê. Do bơm bà bung thay mạ lê tọ đừng ngay bơm bà màu ư cơ chinh. Thứ hai là độ ẩm nó cần đến 85-90 độ ẩm và phần trăm độ ẩm nên phải có thêm cái máy phun sương tạo ẩm bằng sóng siêu âm. Nấm mối đen cũng có phương pháp chăm sóc riêng, không giống với những loại nấm khác. Sau thời gian nuôi tơ tạo quả thể từ 20 đến 22 ngày. Bà màu già cũng đi kỹ thuật về lăng cây cật rũ. Ừ cơ nhiên lệ riêng anh bà màu này. Đừng rong cơ bà gian rong vì đừng bàn dịch trụ bà dịch bàn nà lê gư thủ yốc. Bà gian thủ yốc đi tụi đuôn đừng mì rình rầu dịch trụ mì rình ngàn dịch nà. Thủ yốc bạc mang là mình nà. Tình nọ anh ấy bà tâm bà màu già kiểu hữu cơ bơm kiểu công nghệ của dùng rồi chếp ba chế này rồi bà tròn giang nào ăn cơ lợi ủy nam cho giang để chế này kinh tế của dùng. Đang ấy bê vạ đường thị trường kể lờ tâm mạm ước cơ tùm cơ na đi đăng lên cơ tên mà trò ăn cập hộ Hồ Chí Minh Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang lên cơ kra tà lê phôn dọc tâm mạm trầm bà màu nâu anh ấy tích rích lê rạch dọc loài tâm mạm trầm ăn còn bê do tên nó cô làng xạ bà tâm bà màu gia gầm đi chân này lo. Đối với những người trồng nấm trên địa bàn trên cùng đơn vị diện tích thì có thể là tăng lợi nhuận hơn so với sản xuất những cái nấm cũ trên thị trường. Cái mô hình nấm mối đen đây là một cái hướng đi mới, cũng là một cái sản xuất mới thì về đơn vị chuyên môn trên địa bàn thì cũng luôn là tính nó anh bà tâm bộ màu nó mình tròn giác bồm chàng nào anh chàng nhôn gô hà tòi bằng con play lâm gặp la và bồm chàng bà nhìn lăng kỹ thuật bồm chàng bà nhìn lăng blue chiên đừng bộ màu và con play tự dùng bồm chàng trên này. Từ câu chuyện trồng nấm cho thấy giải quyết việc làm thỏa đáng
chính là liệu pháp căn cơ để giải quyết các vấn đề thiếu hụt khác. Đừng từ tròn rồi và tầm bầm màu đi bố lăng gia từ tròn chàng trọng đẹp nó cả tí và lăng gia từ tròn ư cơ tùm anh cơ ui nam tình nuốt thay cơ ư cơ tùm gà thủ giọc ư cơ tùm gà tân quạt giọc riêng từ tròn xã hội này. Kiểu chỗ lăng đừng chàng đặc lạc đi bố sẽ nằm bà và bảo dịch bà thủ giọc mình bằng ngày đi lời đam dự trầu triệu nó từ tròn cây khơi chanh cho lơ ui nam ư tân nạp táp ui nam tình nuốt mà gà lời ui nam bằng ngày còn cùng lời bắt dọa dọc kia này tìm từ tròn chàng, tự dụng từ nụ và tự dụng kinh tế Uyên Nam, chứ nên ở đây càng nà càng sẽ đừng lời. Dọa thấy nó đừng ròn cờ lời mình bằng dạy bơm khiếu từ tròn chàng để đạt tự dụng từ nụ sẽ đừng. Cơ số Uyên Nam từ nụ lâm trà đặc lạc, lời tự dụng đừng lời chữ bạc lạc hình, tự dụng uy bạc lời mình chức lạc hình, bằng lời đam dụng quan ở bầu trâu hình Uyên Nam, cơ số Uyên Nam từ nụ bằng ngày còn cuồng tự dụng lại ban chỉ tiêu là khánh chủ ủy bạc lại ban chỉ bên là khánh đang bên chỉ bộ bên chỉ tiêu là bộ ủy nằm chữ chủ lăng đừng anh đi giang về lăng bằng ngày để còn bằng còn play lầm xa rồi đi bơm cơ sở bằng ngày bơm giang đi học học bà rầm li đi đang ngày bị tâm là khánh bằng ngày đi từ đồng giang lăng dây lầm bây giờ anh đi giang go bơm gần anh đi giang rồi tập bộ từ đồng giang đêm anh đi bắt thò từ đồng giang go bơi lơ bắt thò từ đồng giang trọng lép lâm đêm anh đi giang đêm bằng ngày và từ gặp ở tập kinh tế bằng riêng uy nam nấu chút túc từ nu sẽ đừng chà kê về lăng vạ sẽ đừng ăn măng cơ con pali gơ từ quạt giọt rìm kỹ thuật vạ từ mật bơm chàng sẽ đừng lòi gà tích mật rò tầm màm rằm chà đặc lạc uy bà dinh nghị quyết gà bà dinh rìm hợp tác xa vạ con pali đi hà tòi lâm rìm khul hà tòi chàng hợp tác xa vạ hà tòi bà từ gọp chìn hà tòi bà bơm chàng hà tòi bà tích mật rò tầm màm rằm từ đồng chàng từ chùa từ nước bà gà bà giao gà rò vác lóc cơ bây giờ cả ta bóc mình từ trong bơm chàng lưng mà lơ từ riêng từ lịch bơm kia và từ chỗ từ nụ sẽ đừng tăng căn từ nụ hở lức bắt thao từ trong chàng chạ từ trong chàng ăn uyên nam từ nụ nó từ cùng sư ngơ từ quạt giọt riêng từ trong kiểu chặt nào ngơ ở tóc bạch lô lầm xã hội đừng no đi từ trong bơm chàng sẽ đừng ở tóc thủ giọt bật riêng cha ra tây nguyên ở tại giấy đã nằm bị vật tân nạp tạp từ đồng bơi lơ bà râm từ đồng chàng ăn con bì đi từ riêng bơi bật bì bà là từ đồng bà thọ bơm giang từ quạt băng bơm kia lâm tập bã chếp tì bà thọ từ đồng chàng nó từ đồng trọng đẹp và bằng ngày từ nu chú tục đoàn cái chinh của chàng ở riêng cái tì lâm tiền nệt ở rí băng đây chế này đừng từ chú từ nu cùng chinh sẽ đừng ăn cái chập lòi học bà râm từ đồng chàng và ở thọc bơm bà râm bật bì tê từ riêng cái tì trên chính mảnh đất quê hương mình.